Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì mình còn lại 4 cái phôi mai rừng Phú Yên ha, mã từ A1 cho đến A4 anh em ha. Và ngày hôm nay thì nói chung là dọn dọn ha, và mình giảm 100.000 một phôi, giảm hết mức có thể ha. Nói chung là giảm không còn gì để gọi là giảm nữa được luôn á. 100.000 phôi thì chẳng hạn như là mã A1 này hoành ngang cổ đế là 30, chiều cao là 42. Ngày hôm nay giao lưu anh chị em mình với giá là 200.000 cộng phí ship. 200.000 cộng phí ship, giảm 100.000 còn lại là 200.000. Rất là mềm, rất là rẻ luôn. Rẻ hết sức có thể ha. Anh chị em nào yêu cái phôi nào thì liên hệ ha. 200.000. A1 hoành 30, chiều cao 42, còn lại là 200.000 các bạn ạ. Rất chi là mềm luôn ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Số điện thoại của em là 0867098446. Cây đã được gói ẩm này kia cho anh em hết rồi ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Nhắc lại ha, ngày hôm nay là giảm giá 100.000 một phôi các bạn. Phôi 300.000 còn lại là 200. A1 hoành 30, chiều cao 42, còn lại là 200.000. Quá mềm luôn, mềm hết sức có thể ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Rồi tiếp theo là mã A2. Mã A2 là một cái phôi nó cũng khá là đẹp, hoành ngang cổ đế là 39 ha, chiều cao từ cổ đế lên đến là mặt cắt trên của nó là 61. Phôi này sau giảm giá còn lại là 250.000. 250.000 ha, cộng phí ship nha. Phí ship các bạn trả nha, các bạn trả giúp dùm phí ship ha. Mai rừng ha, mai rừng Phú Yên ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Mình còn lại mã A3, A1, A2, A3, A4. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Lại số điện thoại của mình là 0867098446. Sắc Vàng hân hạnh được phục vụ quý cô bác anh chị em gần xa ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.